Chào các bạn. Đó, bữa nay mình sẽ đi với thằng thằng Nam Lua. Đi vô hồ câu của anh Lê Quang nha các bạn. Ở Phước Hảo Châu Thành nha. Nó ở ngay chỗ cái tòa nhà lầu nè, thấy không? Đó. Thì bữa nay Thuận với Việt Nam sẽ thi đấu với nhau. Thấy lấy cái dây đeo ngực đó. Rồi, đủ rồi phải không? Để thi đấu với nhau nha các bạn. Phần thưởng là một con gà. Phần thưởng là một con vịt. Đó. Đây là hồ Lê Quang nha mọi người. Đúng chưa? Vô 100m. Ngoài đây là gió bao mát luôn nha anh em. Tóc bụi luôn. Nay Thuận sẽ đánh cái bộ kiểu 950 nha mọi người. Bộ của đây qua mấy ngàn. Bộ này bán cực chạy bên Thuận luôn. Anh em hưởng ứng rất nhiều ha. Tại vì tầm giá dưới 2 triệu mà có nguyên một combo của đây qua. Ống gầy hồ của anh Quang Lê là lên bão cá rất là nhiều nha mọi người. Đây hồ mới. Anh Quang Lê đang xây dựng cơ sở hạ tầng dưới đây quá trời đây. Đây, bây giờ mình tới hồ Quang Lê nha các bạn. Ở đây anh đây là anh chủ hồ của mình đang ngồi câu câu phi nha. Bắt tay cái anh. Đó. Dạ. Ở đây là bao mát luôn nha mọi người. Trời, câu phi đeo theo gì vậy? Nhóc luôn kìa. Cái gì? Nấu canh chua. Nấu ở đây luôn anh? Hả? Nấu ở đây luôn hả? Không, nấu trong nhà. Bên đây người ta xây gì anh Quang? Mai. Ở thì công ty rồi. Mai á, nó tầm tướng là xây dựng lý dân thành không thấy. Ồ, bữa nay quán quân chương trình đúng không anh? Đó bữa đó nó chơi hách đó anh ơi. Trần Giang. À, bạn thấy anh chủ hồ vui vẻ không? He. Đây ông nữa em. Dạ dạ. Nói bây giờ mình sẽ ra cái bộ cần này nha các bạn. Bộ 1950 đây qua của mình đây. Test cần mới luôn hả? Dạ, test combo mới luôn anh. Đi chủ yếu là đi test cần mà. Đây qua góc phải ít nha mọi người. Đây qua góc phải ít. Đây mình đi chung với con máy CC tự nhiên. Con này thì Thuận vô dây sẵn cho anh em luôn, giống vậy luôn nha. Lắp mọi người mua về, lắp về là câu thôi. Đây, nguyên bộ của đây qua nha. Cái việc quan trọng nhất là xét tem nè. Đó, ok chưa? Không, cần chính hãng của đây qua xét tem nó phê không? Cắt luôn. Nói bây giờ Thuận với thằng Nam sẽ kiểu như là thi đấu với nhau nha mọi người. Ai quýnh lên trước ba con đầu tiên thì thua con vịt quay. Cá con vịt quay nha các bạn. Rồi nha. Đó mình đang lua. Giải con vịt quay hả? Bộ 1950 của mình nha các bạn. Anh nó kéo lẹ chứ gì? Đường đầu tiên là hai chưa lên rồi.
chung bộ này của Lai Hoa mà xài sẽ cực kỳ im. Bữa nay hơi gió ha các bạn, cá nó sẽ hơi chậm ăn hơn ngày thường tí xíu, gió quá. Mình quăng cái ngang nó cũng hơi khó á. Mình đang quăng ngược gió nè, dễ gói lắm. Mấy ngang được quăng xuôi gió là im nhất. Hiện tại ở Việt Nam đang đánh ngược gió. Sắn kịch cái nhưng mà không dính, dính dướng. Hiện tại chưa ai lên được con đầu tiên hả? Dịch quay này bữa nay ai chết đi sẽ phân xảy không các bạn ơi. Nam nó đang nhường mình lên con đầu tiên. Thượng đang đánh con Okichi 14g. Hồ này có cái chim nữa nha các bạn, lên được con chim là im luôn. Chim nó chạy dữ lắm. Đánh nhanh không ăn thì đánh chậm lại. Nào lên con đầu tiên nha các bạn, vượt đi vượt đi. Ném lên con đầu tiên rồi. Có kèm trong ấy kìa, khủng quá. Đó nó thôi 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 khỏi có hàng luôn á, kèm trong vỏ kìa. Tiếp luôn màu khác ý không thôi à, để anh ra anh mua dịch quay cho em. hai con nhé bạn. Đấy, nó thuận lên đây à. Cuối cùng thử lên nha các bạn. Cái sắt. Cái sắt Okichi 4g nha các bạn. Xin lung linh. Như gái kim chinh. Về Việt Nam nó còn con nữa là nó được nè, nó được các bạn. Trước sau mình cũng được thịt vịt ăn thôi, nhưng mà không biết là ai bỏ tiền để mua nữa.
Đó, con thứ hai nha các bạn. Nên con đừng gớt lại nha. Có dịch rồi dịch dịch nha các bạn. Quan trọng là giả lên được cái bờ chứ hay không. Ở đây mép quá, mép quá. Con dịch rồi nha các bạn ơi. Cái gì thì bữa nay được Nam nó nhường các bạn ơi. Nó hổng, nó mới thắng dễ lùa, nó còn tiền. Ơi, phải cá nó lên chút xíu nữa là được rồi.